Giải quyết thủ tục hành chính sau hơn 2 tháng giãn cách xã hội là nhu cầu bức thiết của người dân thành phố. Ở những đơn vị trực tiếp làm công tác tiếp dân, số lượng người dân đến để thực hiện các thủ tục hành chính tăng hơn nhiều so với bình thường. Trong bối cảnh thích nghi với dịch bệnh, Công an thành phố Đà Nẵng đã xây dựng phương án tiếp công dân an toàn, hiệu quả và nỗ lực giải quyết đáp ứng mọi nhu cầu của người dân cũng như người nước ngoài lưu trú trên địa bàn. Bộ phận giải quyết thủ tục hành chính, phòng cảnh sát giao thông. Một mô hình gồm các thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch được lắp đặt. Người dân không thể bỏ qua các bước cơ bản: quét mã khai báo y tế, đo thân nhiệt, khử khuẩn. Thêm vào đó, một buồng tiệt trùng khử khuẩn tài liệu bằng máy có tia UV cũng được bố trí. Hoàn tất thủ tục, người dân chỉ cần đặt tài liệu vào khay và nhận nút chuyển đến cán bộ. Đấy, cái nơi đông người như thế này, trong cái điều kiện là mùa dịch của Đà Nẵng rất là căng thẳng, thì bản thân tôi là thấy cái địa điểm này làm việc rất là an toàn, đúng biện pháp 5K của Bộ Y tế, thì đây là một điều rất là tốt. Bản thân tôi thấy rất là hài lòng. Xây dựng phương án tiếp công dân đảm bảo yếu tố an toàn, linh hoạt là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng được triển khai tại các bộ phận tiếp dân của Công an thành phố. Phòng quản lý xuất nhập cảnh sau hơn 2 tháng đóng cửa, từ đầu tháng 10 đến nay, số lượng người đến tăng gấp đôi, gấp 3 so với trước đó. Đơn vị đã sớm có kế hoạch hướng dẫn đảm bảo phòng dịch và nỗ lực giải quyết hồ sơ đúng hạn cho người dân. Đây là một mô hình là khá hoàn hảo trong vấn đề mà đảm bảo công tác phòng chống dịch tại những nơi cần tập trung công dân để giải quyết các nhu cầu thủ tục về mặt hành chính. Thì cái này cần được nhân rộng để tất cả các cái đơn vị cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đều thực hiện như thế này thì sẽ đảm bảo được cái công tác lây lan dịch bệnh. Trung bình mỗi ngày là khoảng hơn 300 lượt người đến mà để giải quyết các cái thủ tục liên quan. Thì phòng cảnh sát giao thông trước cái tình hình diễn biến của dịch còn đang phức tạp, nên là cái việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho khách đến xử lý giải quyết các cái hồ sơ thủ tục, và đồng thời là cũng đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ. Với cái mô hình này thì chúng tôi đã tương đối là đã an toàn. Hiện nay, để kiểm soát tốt số người đến thực hiện các thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp công dân, Công an thành phố đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng dịch, hỗ trợ giải quyết thủ tục bằng hình thức trực tuyến nhằm hạn chế tập trung đông người hay đi lại nhiều lần, giúp xử lý nhanh chóng mọi hồ sơ của người dân đúng với thời gian quy định.